Xin mời chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để báo cho các biết là mẫu bát 30 Martin bích màu thép trắng của Tùng Nguyễn tiếp tục về hàng. Và hôm nay cặp bát này Tùng Nguyễn xuất cho một bác khách ở trên Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Và hôm nay thì em có làm một video để thứ nhất là xuất cho khác, và thứ hai là để thông báo đến các bác là hàng về. Dòng bát này là từ 170 côn 76. Cặp bát này với cái giá rất là bình dân và rất là đẹp, và chất ca của dòng này rất hay, với giá 1,4 triệu một đôi, rất là phù hợp cho anh em có thể là nâng cấp vào loa, lắp mới, hoặc anh em thợ có nhu cầu về các sản phẩm loa bát về của bên em. Em chuyên chỉ lẻ các dòng loa bát tép rời, phân tần rời. Đây là một chiếc bát từ 170 côn 75 bích thép màu thép trắng các bác nhá. Đấy, bích thép màu thép trắng. Xương của nó là xương uốn cong, xương uốn cong, xương của Martin. Cả bích sắt và cả thép lỗ đều là thép trắng hết các bác nhé. Cả bích sắt, cả thép lỗ đều là thép trắng. Và màng con này là, anh em nhìn cái màng của nó là màng giấy. Và gân vải là gân vải tẩm dầu hai gân. Đấy, cấu hình của nó anh em đang được tham quan. Bích thép màu thép trắng từ 170 côn 75,5. Chính xác của các dòng bát mà bát côn 76 với 75 thì nó là 75,5 các bác nhá. Thì có người gọi là 75, có người gọi là 76. Đấy, nói chung là cái phân khúc của mà khi mà bị xảy ra cháy côn thì thay côn là 75,5. Dòng bát này là gân vải tẩm dầu, cái màng của nó thì nó được tạo cái vân là như là vân vải các bác nhá, giúp cái màng nó cứng cáp hơn. Đấy, riêng cái dòng này thì nó sẽ chuyên về tiếng ca các bác. Dòng này thì em đã cung cấp 2 năm nay ở cửa hàng rồi, thì anh em dùng đều phản ánh chất lượng tốt và giá thành hợp lý để anh em sử dụng với cặp bát này, rất là đẹp. Đấy thì hôm nay Tùng Nguyễn có làm một video, thứ nhất là báo hàng về cho anh em biết là cửa hàng đang về dòng bát này. Và anh em có nhu cầu đến sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.